có luận tốt nghiệp theo phương pháp tính kết hợp bình luận, đúng không? Một cái bài rất là hay của một bạn sinh viên rất là xuất sắc và làm rất là bài bản. Có thể nói là dữ liệu rất là ok, đúng không? Bạn khảo sát ok, đúng không? Đây là dữ liệu của bạn, đúng không? Đây là kết quả. Đây là dữ liệu nha, các bạn đã nhập vào cái phần mềm SPSS, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta chưa cần xem kết quả, chúng ta xem phương pháp của bạn là như thế nào. Về lý do trong đề tài bạn trình bày rất là bài bản, đúng không? Có dẫn nhập rất là tốt, đúng không? Nhiều cái thông tin rất là bổ ích cho các bạn, đúng không? Ngoài ra thì bạn có so sánh tỷ lệ dịch vụ với các cái đơn vị khác, đúng không? Bạn so sánh với là Standard Chartered này, ANZ này, Citibank này, Shinhan Bank, vân vân. Từ đó thì bạn mới đưa ra cái việc cấp thiết phải nghiên cứu cái đề tài này. Có chỉ số để đo lường, đúng không? Thế là rất là hay, đúng không? Mục tiêu chung ngắn gọn 2 câu theo quy tắc của tôi, 2 câu, đúng không? Chỉ 2 câu thôi, đúng không? Và mục tiêu cụ thể các bạn làm 3 câu, đúng không? Đấy. Đấy chưa? Sau đó là bạn bắt đầu đi phạm vi nghiên cứu, đúng không? Đi dữ liệu, đúng không? Trình bày rất là tốt, ok. Phương pháp thu thập cung cấp xử lý số liệu, đúng không? Kỹ thuật đấy. Dùng phương pháp phân tích nhân tố, đúng không? Đấy chưa? Đấy. Phương pháp phân tích thống kê mô tả so sánh, đúng không? Kết cấu của bạn là hồi trước, đúng không? Theo cái kiểu mà khóa luận tốt nghiệp và đề án tốt nghiệp, đúng không? Rồi bạn đã có khái niệm dịch vụ điện tử này, dịch vụ code này, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng này, đúng không? Mối quan hệ giữa này, sự chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng, rồi là tổng quan các công trình nghiên cứu quốc tế này, nghiên cứu trong nước này, đúng không? Rồi mô hình nghiên cứu giả thiết, các bạn đưa giả thiết rất là đầy đủ, đúng không? Cuối cùng bạn kết lại là cái mô hình nghiên cứu như này, gồm 4 nhân tố, đúng không? Rất phù hợp với bạn sinh viên, đúng không? Các bạn làm khóa luận tốt nghiệp, đề án tốt nghiệp, đúng không? Rồi quy trình, đầy đủ quy trình, đúng không? Rồi xây dựng biến thang đo, bạn có cái việc thang đo ban đầu, thang đo điều chỉnh, đúng không? Rồi phương pháp xử lý số liệu, đúng không? Phương pháp xử lý số liệu, đúng không? Thống kê mô tả, phân tích nhân tố, kiểm định vân vân. Rồi đến chương sự hài lòng khách hàng, bạn giới thiệu về Techcombank, đúng không? Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ, mạng lưới hoạt động, cơ cấu tổ chức, vân vân. Rồi bạn thống kê mô tả đối tượng khảo sát này, phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá này. Đấy. Để tôi xem là cái phân tích nhân tố khám phá bạn đúng chưa nhé. Đấy. Để xem là bạn đúng chưa. Ở đây bạn loại trừ này HP5 đúng không? Đây 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? TC1 này, như vậy là bạn chỉ loại cái HP HP5 thôi, đúng không? HP5 thì như HP5 HP9 hay sao? Đúng không? Để chúng ta xem là tại sao bạn như vậy, đúng không? Như vậy là HP8 thì chúng ta kiểm tra độ tin cậy thang đo xem là tại sao nó bị loại. Và sao nó bị loại vậy, đúng không? Như vậy là cái chỉ số này nó nhỏ thua 0,3, cho đó là bị loại chắc chắn đâu, đúng không? Và các chỉ số khác đều ok, đều đúng không? Đều. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chạy lại cái mô hình này nhá, mô hình này để xem là nó thế nào, đúng không? Có chuẩn nó chính xác đến điện như vậy không? Tôi sẽ chặn. Đúng không? Tôi sẽ chặn. Như vậy là đây là tôi chưa loại HP5 đúng không? Bây giờ tôi đã HP5 BM4 có vấn đề, vậy tôi loại đầu tiên, tôi lại là đầu tiên tôi sẽ loại HP5. Rồi, đầu tiên lại HP5 đã, phải xem là có vấn đề gì. Như vậy là BM4 có vấn đề, vậy chúng ta kiểm tra lại. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái này. Và kiểm tra lại nhé. Các lại BM. Như vậy BM4 thì nó có vấn đề gì? Đã kiểm tra, nó phải kiểm tra kỹ lưỡng. BM4 nó có vấn đề đúng không? Như vậy là chúng ta phải chạy lại mở BM4 ra bằng mô hình. Đấy, chúng ta chạy. Như vậy là kết quả phân tích nhân tố khám phá là ok đúng không? Như vậy là nó có trùng với kết quả đúng không? 88 chính xác rồi đúng không? Chính xác, không phải 865 chính xác rồi. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục xem soi kết quả hồi quy của bạn này. Đúng không?
quả hồng quy. Là xoài cái quả hồng quy bạn. Cái quả hồng quy bạn này là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta soi xem là cái quả hồng quy bạn này ra sao nhá. Rồi thì bạn quả hồng quy bạn này, đúng không? Đấy. Như vậy là 0,3303, 0,303 đúng không? Như vậy ở đây có đúng không? Đúng chính xác đúng không? 0,287 đúng không? Chính xác. Đấy. Cần thiết bạn chạy lại, đúng không? Đi đó, chạy lại. Hai lòng này, đúng không? Quả kết quả ok chúng ta. Hôm nay thì cần ok chỗ này thôi. Là chúng ta ok. Chúng ta chạy lại xem. Kết quả đúng chưa? Đúng 3,3. Thì trên đây là tôi giới thiệu cho bạn cái đề tài về khóa đào tạo tốt nghiệp, đề tốt nghiệp mà sử dụng FPSS, rất là điển hình, rất là xuất sắc. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn các bạn, hẹn gặp các bạn tại khóa học.